Trường xin chào các bạn. Nay mùng 5 tháng 10 âm lịch. Tôi sẽ cùng mấy các bạn xem toàn bộ cái ong của nhà tôi như thế nào. Và trong cái đầu video thì tôi cũng xin thưa với các bạn cũng đừng ai bắt chiếc cái kiểu của tôi. Đấy. Mong mọi người hết sức thông cảm. Để chúng ta cứ tùy cơ mà ứng biến thôi nhé. Còn theo kiểu của tôi là nó cũng khó, đơn giản. Đơn giản nhưng mà nó cũng rất phức tạp. Các bạn thông cảm, chú ý. Đây các bạn xem khu vực này. Đây là 4 hòm không nhé. Hòm không cực nhiều luôn. Đây. Còn chỗ hòm này là phải để ở ngoài này. Thế mà mang vào trong nhà này, cái vườn trong nhà để rất cẩn thận, nhưng mà chuẩn bị mối lên sông phá hòm. Đây hòm không này à, không rất nhiều léo, này là léo hòm không, không nói chung ong còn ít thôi, nó trên dưới 40 đến 50 cái vỏ hòm. Chưa thu gọn, ngày mai mới thu gọn lại, cắt cỏ cho nó phẳng phiu đi là mong nó dễ. Đây là cái mé bên đây, đây hòm không. Còn đây cái hòm mong này là cũng bốc bay rồi, cũng chưa thu nhặt được. Đây là cũng là hai cái hòm không. Hòm không đầy dưới đất. Hòm không đầy dưới đất. Đây. Riêng khu này là có 10 hòm là bay đi bằng hết. Không còn. Nó bốc bay. Đây dàn sắn là nó cũng đổ liêu siêu cả, rồi nay mai rồi mới thời gian rỗi nó bắt đầu mới chỉnh lại. Cũng mệt lắm. À, giờ cho mọi người xem ong cho nó cụ thể. Thì khu này là 10 hòm, nói chung là còn mỗi cái hòm này bay 9 hòm. Đây ong hai, đàn này đang cho xây. Đấy, đàn này là cũng đang cho xây thủ công. Đàn này nắp. Đấy, đàn này là cũng là đàn ba xây. Nay ong nó cũng giờ nó cũng âm ấm rồi. Đấy, chúng ta nhìn này. Đàn này cho mọi người xem xây mới cho ăn một máng. Một máng mà ông đã nói chung là xây cũng tạm tạ, tốc độ đây là cũng là tương đối. Đấy. Tương đối ổn định. Thời gian này rỗi thì tôi mới quay ra chỉnh.
Còn mé bên đây, dãy bên đây là nói chung hôm này là cũng bay này. Đấy. Còn được hôm kia đây, hôm này cho xây này. Hôm này một cầu này, đây đàn một cầu này. Một cầu nhưng mà lên hai cầu rồi tôi lại tiếp tục cho xây và chi. Được những đàn nào nó trụ được, nó đông quân thì còn được, đàn xấu thì đây loại cầu xong rồi còn phải. Đấy, một cầu đấy rút đi mà không lên được quân. Đây đàn này từ một cho xây mới ăn được một máng. Mà đã xây chắc mặt những cái kiểu này là cũng được rồi này. Đây, mặt ngoài, mặt trong chắc là cũng hơi phẳng, góc này là chưa xây. Đàn một cầu thì nó xây chậm hơn. Đấy là phía phía vườn bên đây, phía vườn bên đây nha. Ngày mai tôi sẽ chia kín hết toàn bộ những cái số hòm của mình có, thì cái lượng ong là nó vẫn đủ số cầu cho xây. Này đàn này một viện nhộng lên thành hai, tôi phải cắt cỏ rồi là dọn dẹp vườn. Đàn một cầu này vẫn còn dây thép còn nguyên này. Đấy. Đây đàn một cầu. Một cầu phải nâng tăng tốc lên bằng lên 2 rồi mới chia được. Đàn này cũng đang cho xây. Đây cái đàn hôm nọ là cắm câu vào cho xây đi. Nói chung lượng ong là mất cũng tương đối khá nhiều. Chúng ta cũng nuôi ong là cũng tùy theo phương diện ở mỗi nơi, tùy vật thuộc vào phụ thuộc nguồn và cách chăm của mỗi người nhé. Bẹt này là mai mới dọn hết rồi bắt đầu mới chỉnh đốn lại. Đàn này thì đang định để làm giống đi. Năm nay tôi tổn thất
ong nó bị chết thuốc quả, dính thuốc quả. Đây, cái đàn này. Quả xong rồi đến cái lúc tháng 7 âm thì bắt đầu nó tuột. Hôm nay là hôm không. Đây hôm không thì để nguyên thế này, sau này cái mặt này là vẫn chưa đóng đinh chốt này. Đấy, đóng cá đây. Đóng cá đây nay mai là để phơi nắng cho nó co lại. Mới rút lại đòn mới chốt. Này. Đàn này thì cứ một thành hai đàn thì ngon như sáo. Đàn này thì ok rồi. Đàn này phải chia được thành ba đàn. Nếu còn không. Đây, cái hòm này thì lại không nhấc được lên, nắp chặt quá. Đàn này là đàn một cầu, rút cầu đi. Đây là tình trạng là cái hồi quả này đấy, nhộng đấy, nhộng chết xong rồi nó lưu lại. Thì sau bắt buộc phải để cái cầu này lại động vào nó bay rồi mới rút ra sau cùng. Bây giờ nó còn ít quân, nó bắt đầu nó mới lên lóc cóc thế này. Đấy, lóc cóc toàn bộ. Không được đẩy quần lắm. Ông chúa đây. Không phải lớp cái quần cái hai bên mảng hai bên này nó mới ra gọi là mới tạo quần này. Hỡ. Đủ quần đi. Dư, ông dư là chưa có. Những cái đàn năm nay của tôi mà không bị dính cái kiểu thuốc quả đấy, chết nhộng đấy, nhộng chết liêu đấy, chắc dư giả ong. Đàn này thì viện vào thì ủ ấm thì còn được. Nay quay toàn bộ cảnh ong. Xấu quá, đẹp quá, rồi dở dang dang quá, rồi hòm này vẫn chưa dọn được. Đấy thì cho các bạn xem. Thế hẹn các bạn nhất là 2 tháng sau sẽ kín hòm. Hòm nào cũng có ong. Và tiếp tục, nhất là đến mùa nhãn chúng ta xem ong của tôi nó như thế nào. Đầu tư đúng lúc, đúng chỗ, đúng thời điểm. Cái này áp dụng cho từng vùng, từng miền và kỹ thuật của từng người. Thôi, xin chào. Các bạn nhớ đăng ký, nhấn chuông ủng hộ kênh. Để lại một bình luận phía dưới. Xin chào, tạm biệt, bye bye.